Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị cái lô này là lô Linh Sam Song Hinh. Cô chú anh chị nào đang xem nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em nha cô chú anh chị. Rồi cây đầu tiên là mã số E10. Này Linh Sam Song Hinh nó rất là dễ sống luôn, cái gai trời cao rồi nè. Nhưng mà này em mới tỉa lại cho ngắn dễ vận chuyển anh chị. Mấy cái này lá này vận chuyển có thể bị giật gãy anh chị. Này bông chuỗi chùm rất là đẹp nha anh chị. Vành nó là 23, chiều cao 35. Mấy cái này chậu tầm 15 ha, mấy này em vô chậu khoảng mấy tháng rồi chị. E10 200.000 em bao ship. Cái da của nó là gì ha? Ẩm ẩm là nó bị chốc chốc nha anh chị, chứ không phải nó mục ha. Mã số E11 nè anh chị coi nè. Đó, cái da nó gì nè. Nó ẩm ẩm thì nó chốc nó sẽ bong bóng ở trong. Vành nó 14. Cao là 43. E11 thì 200.000 luôn anh chị, bao ship. E12 hai nhánh lên nè, lớp da nó gì nha anh chị, hoành nó là 20, chiều cao là 36. Rồi E12 200.000, hoa nó màu tím nha anh chị. E13 hoành nó là 14, cao là 46. Cái phôi em chỉ ướp giấy thôi ha, mấy cái lá mấy cái trời non có thể bị giặt nha anh chị. E13 này cũng 200.000. E14 cộng đế nè chị, cộng đế hoành ngay đây là 10, gần 15, 14 rưỡi, chiều cao đó là 36. E14 250 nha anh chị, em bao ship. E15 lớp da nó gì nè, ẩm là nó chốc. Hoành đó là 16, chiều cao đó là 41. Em đo dưới đây nha. Rồi mã số này là E15 150, em bao ship. 150 nè anh chị, giá rẻ. Rồi cây này dáng đẹp nè anh chị. E16 nè anh chị, còn dáng nữa nè ha. Linh Sam dễ sống nha anh chị. Hoành nó 15, cao là 31. E16 250. E17. Cái này khổng lồ anh chị ơi. Khủng bố. Chứ tại vì nó cây phôi nên anh chị nhìn vậy chứ khi nào mà nó lên lá lên hoa lên cây nó lên nhìn đẹp ha. Mã số này là E17. Quanh cây tới 23 luôn nè. Chiều cao nó là 35. Lớp da nó là xù dễ bị chốc nha anh chị. Rồi mã số này là mã số E17 350 bao ship. Cây nó to lắm anh chị. E18 hoành nó 15, chiều cao nó là 38. Mấy cây này là trời lên cao hết trơn rồi, tại em tỉa lại á anh chị, trời non này có thể bị giật gãy ha. Rồi E18 200.000. E19 hoành nó 13, cao là 39. Rồi cây này E19 150, 150.000 em bao ship nha anh chị. E20, mã số E20. Cái này cái chỗ này nó bị chỗ cái nhánh này nè. Chóc đây miếng này ha. Hoành đây là 14 rưỡi, chiều cao 38. Rồi E20 này 200.000 em bao ship. E21 hoành đó 13, chiều cao đó là 33. E21 150.000. E22 cái này mình nó chặt đúng lâu rồi nha anh chị. Hoành đó 16, em đo dưới đây là 16 em, trên đây thì nhỏ hơn. Chiều cao đó là 51. E22 150 em bao ship. E23 hoành đó là 11, hoành 11 nha anh chị, chiều cao 39. Cái này anh chị về mình ủ thêm cháu với người nha, cái trà non này bị dập gãy ha, tại cái này ra trời thôi. E23 100.000. E24 2 cây luôn chị ơi, giá rẻ luôn. Về mình trồng lấy hoa chị chích chứ. Để em đo cây ha, cây tầm 10 thôi chị,
Rồi E24 cặp này 150 anh chị ơi, bao ship mình luôn ha. Trời non này bị dập dãy nha anh chị, ra hoa luôn rồi đó. Già cành rồi có hoa. K2. K2. Trang nó quái gì lắm. Nó 10 luôn. Yếu một xíu. Chiều K nó 19. K2 ha. Rồi 300.000 mã số K2. Nó dài dài nữa em tỉa bớt đi, em đóng hàng cho dễ nha anh chị. K3. Cây me nào nó quái gì cà na nha anh chị. Hoành nó 9,5. Chiều K nó 16. Không tới gan tay. Rồi mã số này là mã số K3. 300.000. 300.000. K4 không quấn anh chị, này không phải tự nhiên quấn mà người ta uống từ nhỏ nha. Đây là cái cục đất này, là cục đất là lúc bứng lên đó, nó có gì em ủ vô luôn ha. Hoành nó 8, chiều cao nó 27. Rồi mã số này là mã số K4. 300.000 bao ship. K5. Cái này nhỏ thôi nha anh chị, cái này nhỏ thôi. Cây lồng lớn hơn xíu nè, nhỏ hơn cây keo ha. Chiều K nó là 24. K5 250 bao ship, này nhỏ thôi nha anh chị. K7. Cây này ốm nhỏ nhưng mà nó quái nha anh chị. Anh chị nhìn nè ha. Mấy cái này hoành cỡ 78 thôi ha. Này 7 thôi. Chiều cao 20. Anh chị nhìn giùm em. Cỡ cây viết lông. Rồi mã số K7 250 bao ship. K8 nè anh chị, nhỏ hơn cây chiếc lông luôn. Đây, cây này nhỏ hơn nha. Cao là 16, tầm ngang tay. Rồi K8 200.000 bao ship. K9. Mấy này nhỏ nha anh chị nè, nhỏ hơn cây chiếc lông xíu ha, chiều cao tầm ngang tay. Mã số K9 200.000 bao ship. Từ cái nó quái nha anh chị. K13. K13 200.000 bao ship, mã số K13. Rồi mã số K14. Cao thì tầm một ngang tay không tới luôn nè. Cây này thì cao ngang tay. Rồi mã số K14 200.000. K16. Rồi cây này nó quái nè anh chị. K16 200.000 bao ship. Dài nha anh chị. K17. Nó mình thấy nó ngắn cho nó quấn cho cây nó già. Chiều cao nè. Gan gửi tay. K17 200.000 bao ship. Tại nó nhỏ quá em không đòi. K18 này nó bị té cây đường này ha. Đó. Có sẹo lâu rồi. K18 200.000 bao ship, không có được nha.